Cô ở đâu lận? Trên Bình Phước. Ở Bình Phước hả? Bình Phước xuống đây hả? À, cô muốn gặp cô Hằng để cô xin tiền cô Hằng hả? Cô Hằng thì hẹn 4 giờ ngày mai 16 giờ tới 22 giờ là sẽ gặp cô Hằng. Cô Hằng sẽ giao lưu với khán giả cô. Dạ. Cô ở Bình Phước. Nhưng giờ thì bữa nay là cô Hằng không có. Chắc là đêm nay ngủ lại, ngủ đâu. Mướn nhà nghỉ ngủ cô. Có tiền đâu thì đến chết. Ngồi kế bảo vệ. Dạ. Dạ. Vô tới mà không có gặp nổi hả chị ơi? Ngày mai 4 giờ chiều ngày mai mới gặp. Cô này cổ ha, cô này mới gặp cô. Cô khóc. Cô khóc chị ơi. Ở thêm nhà nữa không có tiền nè. Không có nhà đi ngủ đâu nè. Còn cái bảo vệ em đi, ta cho ngồi không nữa. Ta cho ngồi không nói gì, ta không cho ngồi, đuổi gì, không có tiền nữa. Quay xuống làm cho không có tiền. Ê. Cô khóc. Khổ lắm, đeo lên cô mình nè. Dạ. Sống nhờ nhà ta, chờ anh bà mình quá, phải đi xin tiền. Sống nhờ nhà người bạn á. À, dạ. Ba. Cô qua, chồng cô cũng hôm nay là chưa gặp được cô. Hôm nay xui rồi không có gặp được cô. Cô có hẹn là 16 giờ tới 22 giờ cô chưa không gặp được cô. Những người live stream á. Ăn uống không biết ăn ở đâu nữa. Tại đi xe vô hết mấy chục ngàn, đi xe xuống hết hết trăm mấy thôi. Mà không gặp được. Cô khổ, cô bệnh, cô cũng muốn gặp cô Hằng để cô xin tiền để cô trị bệnh ha. Nhưng mà bây giờ là hôm nay là cô Hằng không có ở đây ha, cô chú anh chị. Cô khóc sướt mướt luôn, cô chú anh chị. À, vì cô không có tiền, cô không biết cô ăn đâu, ngủ đâu. Cô không biết ăn đâu, cô ngủ đâu nữa. Cô rất là khổ luôn nha cô chú chị. Cô có con cái gì không cô? Sống neo đơn có mình chết hết nè. Không có mình nè hả? Ở trên miên về à, cô ở trên miên về hả? Năm 75 chết hết nè. À, là cô còn có mình cô hả? Còn có mình. Cứ ở nhà người quen vậy đó, người ta cho ở đậu. Dạ. Mà bệnh thì người ta không có lo cho mình, người ta nói chưa ở thì người ta nuôi ăn, người ta nuôi. Nhưng mà người ta không có, dạ. Có nuôi thuốc. Tìm cô. Cô muốn kiếm cô Hằng mà không có nè. Ngày mai là cô lại ở đây luôn hả? À, muốn gặp cô là phải đi vô trong nữa. Cô mà muốn gặp cô là cô phải mua vé vô nữa. Rồi. Vé 100 mấy lận. Chứ cô muốn gặp đâu phải gặp là gặp được đâu cô. Xin bảo vệ dắt vô được. Sao giờ mình có tiền là mình giá mình trả. Sao không được á? Tại khi mà bà vô là bà chạy xe vô luôn chứ bà không có đi bộ vô như mình đâu.
trăm ngàn cho cô, con còn 80 cho cô nè. Dạ, cảm ơn. Để mua đồ ăn nữa. Ngàn đó, chút ăn mì hay uống nước rỡ. Dạ. Tội nghiệp cô, Bùi Hải cho cô tiền nè. Rồi chị Dũng lấy vốn là 80 ngàn hả? Má lấy vốn từ sáng giờ đi ăn uống á, còn 80 ngàn để cho mình không biết đi xin tiền ta cho không, khổ quá. Xin mấy người đó nặng năm nay mua vé vô xin người chút chút rồi. Cũng không biết xin người cho nhà trường cho giúp quá gió thằng Bảo mua vé vô. Vé mấy thằng cô? 150. Ở đây cô đi vô tuốt trong kia. Đi phải mua xe điện đi. Đi ra đó đó mua xe điện. Mua xe điện 20 ngàn đi vô trỏng. Đi vô trỏng xong rồi cô chờ tới chiều á là cô vô rồi cô mua vé cô vô. Chứ xin vô người ta không cho đâu. Tại nếu xin vô được thì ai người ta cũng xin vô được. Nên người ta không cho đâu. Cả lần hước quá và ai cũng nói mày bệnh quá mày không có tiền mày xuống cổ đi, mà bạn bè nó cũng cho tiền xe đi. Mình phước mà cô ở chỗ nào? Tại thị xã Bình Long. Cô ở Bình Long hả? Dạ. Ở nhà bạn đó. Ngay chợ Bình Long hả? Không, ngay qua chợ luôn. À, qua chợ ngay thị xã rồi đi vô. Từ đây lên Bình Long mấy chục cây số. Có mấy chục cây số mà đi xe trăm mấy dữ vậy? Trăm mấy thằng đó. Ở ngoài cổng vô đây đó, tuốt không phải vô đây là hết 50 rồi. Tuốt không ngoài đầu đường. Chứ đi, cô đi bằng xe shipper vô hả? Dạ. Đi xe Grab vô. Rồi đi ở chợ xuống là hết 90 rồi. Rồi đi từ cái chỗ nhà mình đi ra xe ôm nữa. Dạ. 20 nữa. Thì mở chuyến xe à. Tội nghiệp cô, hoàn cảnh cô rất là khổ luôn. Nhưng mà xui bữa nay là không gặp được cô Hằng rồi. Giờ cô ở đây thì chiều nay không biết ăn uống ngủ nghỉ như thế nào.